Với sự tăng nhanh của đô thị hóa, quỹ đất tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng thu hẹp và dường như không còn quỹ đất sạch để phát triển các dự án bất động sản xanh. Nằm ở cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức hiện đang là mỏ vàng được nhiều nhà đầu tư nhắm đến. Không chỉ có địa thế tiềm năng, quỹ đất rộng, nơi đây có thể quy hoạch để xây dựng không gian sống xanh cho cộng đồng. Từ lâu, chợ đầu mối Thủ Đức được xem là chợ nông sản thực phẩm giao thương lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động từ lúc bình minh ló dạng cho đến khi đêm về. Đây luôn là khu vực thương mại nhộn nhịp với cảnh mua bán tấp nập các mặt hàng và đặc sản vùng miền. Chỉ cách chợ đầu mối nông sản vài bước chân, nằm ngay trung tâm hành chính của Thủ Đức, TDH Riverview hội tụ đầy đủ các tiện ích chuẩn mực một cuộc sống xanh, trong lành và cân bằng. TDH Riverview là bản hòa ca giữa sông nước thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, là sự giao hưởng giữa đất trời và con người mà chủ đầu tư Thủ Đức House mang đến cho khách hàng. Căn hộ TDH Riverview tạo dấu ấn và phong cách hoàn mỹ với vị trí view sông tươi mát, nơi cư dân có thể đón bình minh trong cảnh sắc thiên nhiên đầy sức sống cho một ngày làm việc năng động, hay thư thái nhâm nhi ly trà rồi thả mình trải nghiệm hoàng hôn êm đềm trên bờ sông uốn lượn. Không chỉ sở hữu tầm nhìn trung tâm tuyệt đẹp, TDH Riverview còn tọa lạc tại vị trí đắc địa. Căn hộ TDH Riverview nằm ngay mặt tiền đường Ngô Chí Quốc với khu dân cư sầm uất kế bên chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Cư dân TDH Riverview kết nối nhanh với các quận trung tâm và các tỉnh lân cận thông qua hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Đường bộ, quốc lộ 1A, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường vành đai 3, đường sắt, ga Bình Triều, ga Sóng Thần, tuyến tàu điện ngầm metro Bến Thành Suối Tiên và đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Lấy không gian sống chan hòa cùng thiên nhiên làm cảm hứng, chỉ cần hé cửa sổ, cư dân tại chung cư TDH Riverview có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ và phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn của dòng sông thơ mộng. Tại TDH Riverview, cuộc sống đơn giản là sự sẻ chia những nụ cười, niềm vui và hạnh phúc. Công viên xanh rộng lớn và đường chạy bộ rợp 4 cây sẽ là nơi mang lại chất xanh cho dự án. Rèn luyện cơ thể tại phòng gym hay cùng lũ trẻ nô đùa tại khu vui chơi sẽ khiến chúng ta quên đi cảm giác thật chật chội, bức bí tại thành thị. Trường mẫu giáo Hoa Mai và trường tiểu học Nguyễn Văn Tây hiện hữu giúp con em của các gia đình thể hiện năng khiếu và sự sáng tạo. Với phương châm tạo dựng niềm vui, tô điểm cho đời, Thủ Đức House với kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực bất động sản và thực hiện trên 40 dự án quy mô khắp cả nước sẽ bảo chứng cho chất lượng và tiềm năng của dự án TDH Riverview. Hợp tác cùng Uni Homes, một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, dự án TDH Riverview sẽ là sự kết hợp của các doanh nghiệp không chỉ dày dặn kinh nghiệm mà còn có tầm nhìn xa và rộng. Thủ Đức đang phát triển từng ngày với sự xuất hiện của các khu công nghiệp quy mô lớn, các điểm du lịch, các trường đại học chất lượng cao khắp cả nước, khu chế xuất Linh Trung 1-2, khu công nghiệp Bình Chiểu, khu du lịch Phương Nam Dình Ký, hệ thống đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Lotte Mart, Vincom, tất cả đáp ứng tốt mọi nhu cầu dân sinh theo tiêu chuẩn hoàn hảo nhất. Đặc biệt, chỉ 5 phút đi bộ, cư dân có thể mua những thực phẩm nông sản tươi ngon và bổ rẻ ngay chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, đây sẽ là điểm phát triển du lịch nhằm thu hút du khách, là động lực gia tăng giá trị dự án bất động sản mà Uni Home mong muốn mang đến cho khách hàng. Trong thời đại công nghệ, một môi trường sống an ninh, an toàn sẽ nắm giữ chìa khóa quyết định. Tại TDH Riverview, hệ thống camera quan sát, thang máy thẻ từ và đội ngũ bảo vệ 24/7 mang đến cho cộng đồng dân cư sự an tâm tuyệt đối. Căn hộ TDH Riverview có thiết kế hiện đại và diện tích hợp lý, sở hữu view sông thông thoáng, không khí tự nhiên tươi mát và trong lành sẽ len lỏi vào từng không gian nhỏ trong các căn hộ. Mọi cố gắng, nỗ lực đều hướng đến cuộc sống đủ đầy cho gia đình. Mọi suy nghĩ ước mong đều hướng đến tương lai tốt đẹp của con cái. Mọi ngã đường, mọi hướng đi đều trở về mái nhà, nơi tổ ấm thân thuộc, nơi gieo mầm yêu thương và gặt hái hạnh phúc. Hãy khởi đầu cuộc sống trọn vẹn từ TDH Riverview để mỗi sớm mai thức dậy, từ cửa sổ mỗi căn hộ là một bầu trời xanh mát bên dòng sông thơ mộng.
TDH Riverview, giá trị vàng tròn sống xanh.